đâu anh? Ôi, kia kìa, anh ơi, đâu kìa, ui, kìa, cây, nhanh nhỉ? Ừ. Con này phải gọi là quá nhanh luôn đấy, cái đùa đâu. Ôi, thế công, cầm anh ơi, cái sang kia rồi kìa, rồi, qua cái đầu. Mày nhìn thấy nó là cái gì? Nhìn thấy người nó to à? Con này á phải hơn 2 cân. Xuống đi, xuống mạnh không? Mẹ có lên cây treo không nhỉ? Mẹ con này nhảnh lắm, một phát mà thu hút. Nhưng mà nhìn thấy rồi gì? Thấy người nó rồi chứ. Ở đi anh đứng bên trên này anh ngó nhá. Nó là vừa mới thấy xong chạy vào kia. Nãy giờ không thấy nó. Hả? Con đấy phải tầm 2,5 cân 2,6 cân ấy. Mẹ. Đón đường đấy nhá, để anh chụp đường này luôn. 2,5 cân 2,6 cân quá. Ờ. To thế cơ mà. Kéo nhanh thế nhỉ? Đéo nhìn thấy chụp đó thì đây rồi, hay bò nãy rồi, vừa nãy nó rút ở đây nó làm ẹp rồi. Con này phải gọi là quá nhanh luôn đấy chứ đùa ơi. Mất rồi anh ạ. À. Dạ, hay nó luồn mẹ xuống cái ao rồi. Đông, đôi khi đông như là nó bao đâu ấy, em chạy ra đây đón luôn nhưng mà. Con này quá nhanh. Thôi mất rồi anh ạ. Ê, thằng cầm lợn. Trâu à? Ừ. Đâu nó gốc cây mục. Ôi! Kìa! Anh ơi! Đâu? Kìa! Ui! Kìa! Ở cây kìa! Cây! Nắm ngay kìa kìa! Ôi trời ơi! Kìa! Ui giời! Nhanh nhầy! Ừ! Ôi giời! Con đã leo ra cành cây kia rồi kìa! Đấy! Cháu bảo nó to như này cơ mà! Ồ! Con này ác đấy! Để nó trèo lên cây nào! Trời ơi! Thôi để em cho! Anh ơi! Rồi em bé em lên cho. Không thì thằng tao lên thằng đấy là hai anh em cùng bắt. Đó, lên. Để em lên trước cho. Để em sang cành khác. Nhanh nhỉ. Ừ. Con này phải gọi là quá nhanh luôn đến cái đùa đâu rồi. Nó nằm kia kìa mọi người kìa. Ừ. Ui ơi. Thì nó đang chỉ bị bò xuống cái kia ấy. Đây vừa này. Quá tuyệt vời luôn. Anh chạy trên đi. Đấy. Cái này đang rõ ra là cảnh đấy. Ui, ui, ui. Nó xuống dưới nữa kìa. Đây. Ấy nó ổn đâu. Hả? Nó đang tìm cách nó chuồn xuống dưới ấy. Đi mẹ con này. Ôi ôi, nó xuống rồi. Từ thôi. Nó xuống là để em nhảy xuống luôn. Thế mày đằng này mày nhảy xuống luôn. Mày nhảy xuống luôn là túm. Được không? Đây, sang đi. Rồi, cây khô rồi. À đừng, mày ấy này. Sang bên này không nhảy một phát túm xuống, cầm cái đuôi luôn. Thế anh mày. Xuống nước này sâu lắm ấy.
Bảo rồi để em đi trước cho đấy, nhìn sang đây vẫn được rồi. Cẩn nhá, cẩn chân. Cẩn chân đấy. Đấy. Ai? Không thì mày úp ở kia để anh truyền xuống đấy. Ôi. Đang vòng lên rồi. Rồi rồi, đây. Đấy chưa? Cẩn chân. Cẩn thận đấy. Anh bị rồi. Đấy, không lấy được nước. Ui à. Cẩn thận nhá. Từ chuẩn bị. Nó đang đi lên. Cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá. Nó đi lên cái em vùng phát nhảy bụi. Cẩn thận gãy cây ấy. Đứng. Ấy, dù nó thế nó lượt mẹ xuống nước. Quay đâu, có nhảy một phát vô một phát được không? Cái chỗ này sâu, nước này sâu ấy. Đéo biết bên dưới có cọc không nhỉ? Không có. Trước bơm là nó. Đâu? Đấy, nhảy một phát vô đuôi cái. Mà sợ nó quay lại nó đớp vào mặt ấy. Nhảy. Ui, gãy cây à? Mày nguy hiểm thế nhỉ? Gãy cành nào ấy. Này nó không chiếu được xuống tí nhỉ. Chiếu được xuống tí bơi dưới đất để bắt. Này nó xuống. Ui. Gãy. Gãy. Chỉ ấy đi, vô đi. Hả? Vô mà phát được. Vô nhá. Ừ. Nhưng mà đầu nó quay đây nó cắn đấy. Không bị gì, vô ấy kia là nó quay về kia mà. Vô cái là kiểu đéo thì cành kia nó theo con rắn nó rơi xuống luôn. Ừ, đấy. Ui nó xuống này. Nào. Chị bị nhá. Dùng lắm anh ạ. Dùng đéo ôi. Đi vẹn con này to. Chúng tôi chuẩn bị nhá. Con này to gớm vậy. Đi vẹn đầu nó lại quay sang đây rồi. Đuổi cho nó quay về kia. Ui cá đớp kìa. Ấy cá ấy. To vãi. Trước bơm lại à, một đống. Ấy nó lên này. Đang bò lên đấy. Đang bò lên đấy. Thôi để cho nó bò lên đây. Ta bắt. Này quay cho mọi người xem nào. Thôi mọi người. Nó đang đầu nó đang chuyển lên đây mọi người. À còn bệnh này. Ui, không bố nó càng sang kia. Càng thế cầm anh ơi. Nó sang kia rồi kìa. Rồi, qua cái đầu rồi. Qua cái đầu. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhầy mọi người nhé. Mỗi một miếng nhầy sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Qua cái đầu rồi. Qua cái đầu rồi. Ai đâu? Ơi à? Đâu rồi? Trên này, nó bấm trên này. Ui à? Nó đang lên rồi. Ui rồi. Ok. Này. Anh chưa? Ui giời. Ui giời ơi. Con ơi. Ui giời ơi. Ui giời.
Ui giời. Ui giời. Ôi giời. À, ui giời. Ui giời. Ôi giời. Ôi giời. Cuối cùng cũng bắt được mày em ạ. Kinh này. Ui giời. Tao cũng tưởng là mày trốn rồi cơ. Mày chạy thoát rồi cơ. Nhưng mà mày. Đây. Đúng rồi, nhìn này. Đây. Trời ơi, nặng lên này. Ôi giời. Ô bơi quá là nhanh luôn mọi người ạ. Úi xài. Để ra chỗ song song kia. Đấy. Úi giời ơi. Úi giời. Tuyệt vời. Qua này. Nẹt căng này mà. Qua nét nẹt luôn mọi người ạ. Thằng này trình độ vồ, thằng này vẫn hơi kém. Qua. Nhưng mà cũng run run ý. Này nước sâu mà. Mà cành kia không gãy mẹ rồi kìa. Về nhỉ. Đấy cháu bảo nó to này cơ mà. Ừ. Anh Sơn ơi. Trời. Quá đã luôn. Này, người này. Luôn. Nhìn cái da của nó này. Về chưa? Ừ. Giời. Rồi, vào được đấy. Giỏi. Như hồ chúa nhỉ. Ừ. Cái bầy nó này. Này, như hồ chúa luôn. Đấy. Ngon. Chờ nó chạy thoát đi cơ nhỉ. Ừ. Nhưng mà nó chạy bơi qua hồ. Nhưng mà phải đó là con này to đúng không? Ừ. Thôi mời nhá. Thế anh em mình cho túi rồi. Hôm nay ba anh em mình đã có thành quả này. Quá tuyệt vời luôn. Thì anh em mình xin kết thúc video đây. Mời xem video nhớ like cho kênh của mình cũng như các anh trong Tem 10 nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Đây. Ít. Rồi, nàn vừa đấy, vớt được chưa? Nàn vừa được chưa?